Vâng, em xin chào tất cả anh chị em. Hôm nay em lên một cái sân hàng cho các bác sưu tầm. Đầu tiên là em sẽ đi vào cái hàng ít tiền trước nhá. Đấy, lát nữa sẽ có một cái kỳ 52 số đỏ đây. Cái kỳ đang chuẩn bị nở cả nhà nhá. Cánh rất là bầu. Đấy, kỳ 52 đang sưng hai mắt gốc, một mắt đã lên mở lá rồi. Đang nụ. Cây số đỏ đây, một trong những cây mẹ vẫn đang nở hoa. Hoa này nở 5-6 ngày rồi. Nó rất là phê. Em đi vào cái hàng bình dân trước. Đấy, thì em lên 4 cái kia kẻ phong trần như này. Thì 4 cái kia này thì em chia sẻ đồng giá là 200 một kia nhé cả nhà nhé. Đấy, kia số 1 này. Đấy, nó là hàng ươm tự nhiên cả nhà. Đấy, mọi người đừng nghĩ nó bé bé, nhưng cái bọn tự ươm tự nhiên này thì dễ nó đi vào chậu rồi, cho nên là nó rất là khỏe. Đấy, đang lên kẻ này. Kia số 2 này. Đấy, đang lên sọc rất đẹp. Kia số 3 này. Kỳ số 4 này. Nói chung là các bác nhanh tay, bác nào gọi trước thì các bác được chọn trước nhé. Đấy, tất cả những cái kỳ này trông nó bé bé như vậy thôi, nhưng mà nó toàn là hàng ươm tự nhiên hết, cho nên nó sẽ rất là khỏe nhé. Vận chuyển đi đường không có vấn đề gì cả. Đấy, là 4 kỳ kẻ phong trần nhé, là đồng giá là 200k một kỳ, bác nào lấy kỳ nào cũng được. Tiếp theo là em đi vào một kỳ tâm sen vàng. Tâm sen vàng này, cái con này nó là một cái B52 các bạn, B52. Đấy, mầm gốc thì nó lên cả nhà. Đây nó là mầm gốc cả nhà nhé, nó không phải là kỳ 51 đâu, nó là mầm gốc 52 của cái viên bi này rồi. Rễ thì đã đi ấm chậu rồi, tâm sen vàng. Và đấy, những cái kỳ mà nó lên như thế này, nói chung cây tâm sen vàng thì nó cũng ra đời 5-6 năm nay rồi. Trong miền Nam thì lên những cái kỳ như này lên sọc rất là đẹp cả nhà, trong đấy nó đón được lắng ngay. Nên những cái con như này trông này bắt đầu tầm này trở đi là bắt đầu lắng căng, là nó sẽ lên sọc rất là đẹp. Tâm sen hàng nó là một cái cây có cái mặt hoa lưu chúa rất là đẹp. Và thì chắc là các bác cũng đã biết rồi. Và cái kỳ này em chia sẻ với anh chị em với giá là 1.300k nhé. 1.300k, kỳ 52 mầm gốc luôn. Mầm gốc chứ không phải kỳ này nhé, ấm chậu rồi. 1.300k cho kỳ tâm sen vàng. Một cái khuôn lưỡi tím lưu chúa rất là đẹp. Và gen kẻ cũng khá là ổn định. Cây mẹ rất là đẹp. Tiếp theo là em đi vào cái cây đây, cái kia số đỏ. Số đỏ thì hôm nay em chia sẻ cho các bác một cái chậu 52 như thế này. Đấy, 52 thì nó đang có nụ, hôm nay mới hé thôi, ngày mai thì nó sẽ lở căng. Thì cơ hội các bác có thể được ngắm hoa số đỏ và mua được cái cây nó chính chủ cả nhà nhé. Bởi vì với anh em ở ngoài Bắc thì anh em cũng ít khi được ngắm một cái cây hoa số đỏ chính chủ. Còn đây là cái cây chậu mẹ em lở mấy ngày hôm nay đấy ạ. Hoa thì một bông thì nó cũng chao héo rồi, còn lại một bông này chắc chơi được khoảng 1-2 hôm nữa. Hôm nay thì cái sắc nó nhợt nhạt đi rất là nhiều rồi, chứ 2 hôm trước thì màu nó rất là phê. Cây số đỏ thì cách đây khoảng 2 năm thì giá rất là căng này, rất căng. Rất là phê, bộ khuôn cánh bầu rất là đẹp, lưỡi tím, mũi hồng, cánh hồng, sen rất là đẹp. Thì cái chậu 52 này, đấy, thân mẹ thì chắc là nó được khoảng chục sen hơn một chút cả nhá. Đấy, thì nó lên một cái mầm gốc rồi, nó đang sưng một cái mắt gốc to ở phía dưới nữa. Đấy, dễ thì ấm chậu, nụ thì ngày mai thì các bác sẽ được ngắm. Cái cây này hứa hẹn cánh rất là bầu cả nhà, cánh rất bầu. Thì cây số đỏ này, 52 này, em chia sẻ với giá là 6.000k. 6.000k, thì cái kỳ 51 cái bé thì nó cũng phải 2.000-2.500 rồi. Đấy, chậu 52 luôn. Được hai mầm gốc này nhé, 6.000k cho cây số đỏ. Tiếp theo là em vào cái cây ma bó lá biên. Ma bó lá biên hay còn gọi là cái cây biên huyền sắc ấy, cả nhà chắc cũng nhớ mấy cái năm trước em có chia sẻ. Đây nó là một cái cây dòng lá biên của ma bó, và cây hàng rừng rất là đẹp. Đấy, thì nó có mỗi đúng một lần nó sổ hoa bói ở nhà em thôi. Đấy, thì cái bộ cánh sáp, các bác nhìn này, cánh sáp rất là dày, bộ cánh cực dày luôn này nhá, cánh sáp. Và cánh của nó cũng khá nhiều màu sắc. Nói chung là bông hoa này thì nó không có gì gọi là đột biến hay là cái gì cả. Đấy, nó chỉ là một bông hoa cánh sáp thôi, và khuôn ma bó. Đấy, cũng khá là xinh đúng không ạ? Còn cái lá của nó thì các bác biết rồi, có những cái lăm mà cái kia nó lên nó đỏ như kiểu cái cây biên tím ấy, nhưng mà lá nó không được tròn. Nhưng mà lên cao thì nó sẽ chuyển sang biên màu trắng này nhá. Đấy. Đây ví dụ như cái dây kia này. Cái dây kia này thì nó cũng đấy, nó lên biên biên như này.
như con nữ hoàng biên tím thì có biết rồi, màu nó tươi hơn và cái lá nó tròn, chính vì thế là nó đắt. Còn những cái cây này thì nó mới lên thì nó biên này, lúc mới ra nhú nhú thì nó cũng đỏ lắm các bạn, nó đỏ. Nên cho nên là rất nhiều người là người ta hay mà bán lừa đấy, là người ta cũng hay bán những dùng những cái con này lúc nhỏ để người ta bán thành nữ hoàng biên tím. Thì cái này em chia sẻ cho anh chị em về sưu tầm chơi một dòng lá biên này nhá. Thì lên cao thì nó sẽ chuyển sang màu trắng này nhỉ. Đây để em tìm cái lá năm ngoái đây cho các bác xem. Đây ví dụ như là những cái lá già của năm ngoái đây. Đấy, nó sẽ chuyển sang cái kiểu biên màu trắng như này. Đây ví dụ như này. Đây là lá của năm ngoái này nhá. Đấy. Nó là một cây chuẩn hàng Ma Bó và hoa thì cũng khá là xinh. Đấy, bác nào sưu tầm lúc mới lên khi thì màu nó rất đẹp. Anh em cứ gọi là cái này gọi là hình số 1 đi này, hình số 1 nhé. Đấy, hình số 1. Hình số 1 này gồm 3 cái kỳ như này. Kỳ nó lên tự nhiên này. 3 kỳ như này. Hình số 1 này em chia sẻ với giá là 100k cho các bác sưu tầm để chơi. 100k. Đấy. Em nói trước là mới lên là nó cũng biên đỏ đỏ như này cả nhá, nhưng sau này lớn lên thì nó sẽ nhạt dần và nó chuyển thành màu trắng. Đấy. 100k do cái hình số 1 được 3 kỳ như này. Đấy, cái rổ bạch tuyết này hôm qua em bán hết rồi, nó còn đúng một cái kỳ này, khách chốt lốt rồi. Hình số 2, cây này gọi là cây biên huyền sắc đấy cả nhà nhé, biên huyền sắc. Hình số 2 là một cái thân này, đấy thân mẹ năm ngoái đây các bác, năm ngoái nó, các bác nhìn này nó vẫn còn cái đường biên này. Đấy. Đấy, các bác nhìn thấy rõ, đây là lá của năm ngoái nhá. Đấy, thân này thì nó nguyên thân mẹ. Đấy, mầm gốc chưa lên, lên được 2 kỳ. Được 2 kỳ. 2 kỳ là hình số 2 này thì em bán là 100k nhé. 100k hình số 2. Hình số 3. Em cho luôn cái này vào hình số 2 đi. Chả biết nữa. Nói chung là bây giờ thì chia sẻ cho các bác sưu tầm về các bác gọi là chơi thôi. Giá giờ nó rất là rẻ. Hình số 3 này. Hình số 3 là cũng một dây này, đấy các bác nhìn thân mẹ, lá của cây mẹ năm ngoái là nó vẫn còn biên. Thì con thì lên thì nó cũng có biên, sau nó nhạt dần nhé. Cây này thì nó rất ổn định rồi, mặt hoa thì khá là đẹp. Hình số 3 này thì cũng một thân mẹ và hai kỳ nhân thân, cũng còn nhiều mắt ngủ. Đấy, cái này em cũng chia sẻ với giá là 100k. Đấy, hình số 4 ạ. Hình số 4 là một cái mầm gốc 52. Đấy, dễ rất là khỏe, em cứ chuyển như này về thì các bác cứ thế và trồng vào thôi. Đấy, các bác nhìn có những cái lá nó khỏe, nó lên sọc cả vào lá như này. Đấy, nó sọc tím tím như này. Hình số 4 này là một kỳ 52, kỳ này thì em cũng bán 100k. Rồi. 100k hình số 4. Hình số 5. Hình số 5 là nguyên một cái dây như này. 1 kỳ này, 2 kỳ này, 3 kỳ này. Về các bác chăm khỏe thì lên cao thì khỏe nó sẽ, cái biên nó sẽ rõ hơn này nhá. Đấy, 3 kỳ to và cả nguyên cái thân này luôn nhá. Chứ em cũng không cắt nhỏ nữa. Thì em bán cả như này thì nó tiện công đóng, thứ hai là giá thành nó cũng rẻ xuống. Đấy, chứ tách nhỏ ra bán thì nó lại mất công hơn. Đấy, hình số 5 này là em chia sẻ với giá là 150k. Nó được 3 kỳ thì 3 kỳ đồ to và còn nhiều mắt ngủ này nhé. 150k. Hình số 5. Hình số 6. Hình số 6. Ôi dồi. Hình số 6 đây các bạn. Đấy các bạn nhìn những cái lá năm ngoái này. Những lá năm ngoái đây nó vẫn biên vẫn còn màu như này. Hình số 6 này, cây này nó cũng là một dòng thân thủ khá là to rồi nhỉ. Hình số 6 này còn rất nhiều mắt ngủ này nhé, còn rất nhiều mắt ngủ. Thì trên thân này nó có 4 kỳ. Nó có 4 kỳ, rồi. Đấy, có 4 cái. Thì nếu mà hình số 6 này em có thể em cắt đôi ra được thì sẽ thành hai hình số 6 và số 7 này nhé, số 6 và số 7. Thì bác nào lấy hai kỳ dưới thì nó cũng to. Đấy, nó vẫn còn một ít mắt ngủ phía dưới này. Còn hai kia ở phía trên thì nó bé hơn một tẹo nhé. Đấy em quay này các bác nhìn này. Đấy thì nó được nhiều mắt ngủ to. Đấy thì em chia sẻ là 150k cho một hình. Đấy, 150k cho hình số 6.
hình số 6 gọi là phần ngọn đi, hình số 7 là phần dưới đi. Đấy là 150k. Cho một hình là được 2 kg và nhiều mắt ngủ nhá. Còn bác nào lấy cả cái hình này gọi là hộp hộp hình 6 và hình 7. Đấy thì em lấy là 250 cho cả cái này. Đấy, cứ gọi số 6 và số 7 đi ạ. Cái này chậu mẹ nó ngoài nó to lắm, em mới cắt. Đấy. Hình số 8 và hình số 9 này. Con này thì thân mẹ của nó vẫn còn biên này các bạn. Các bạn nhìn đường biên ạ. Đấy, cái này thì em đấy, cắt đôi ra anh cả nhé. Cắt đôi ra thì mỗi một ki thì là 100k. Đấy, còn lấy cả thì em cứ gọi nó là hình số 8 này. Hình số 8 này cả cái này thì là cả số này là 200k nhé. 200k rất nhiều mắt ngủ luôn. Đấy, 200k. Những cái này thì bây giờ em cũng lười trồng để chăm chậu mẹ thôi. Đấy, hình số 9 này cũng thế. Hình số 9 này thì nó có gồm có 2 ki. 2 ki rễ thì rất khỏe nhé. Rễ nó đang rất là khỏe. Đấy, nó 2 ki ở bên dưới này. Đấy, và rất nhiều mắt ngủ nữa. Và thêm một ki ở phía bên trên nữa. Hình số 9 này thì cũng chia là 200k. Đấy, 200k. Rồi ok em, xin cảm ơn cả nhà. Các bác sưu tầm cái cây nào các bác liên hệ với em. Số điện thoại em là 0903 208 533. Vâng, em xin cảm ơn.